Vào hồi 10 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017, các đối tượng khủng bố đã đột nhập vào công ty X trên địa bàn thành phố Hà Nội và bắt giữ các con tin. Chúng đã đưa ra những yêu sách đòi chính quyền địa phương phải đáp ứng theo các yêu sách trái pháp luật của bọn chúng. Lực lượng phòng chống khủng bố đã tiến hành thương thuyết với bọn chúng để đưa ra những phương hướng giải quyết thỏa đáng, nhưng bọn chúng nhất quyết không nghe và vẫn đòi đáp ứng theo các yêu sách mà bọn chúng yêu cầu. Lực lượng phòng chống khủng bố đã đưa ra quyết định cuối cùng là sử dụng đội đặc nhiệm Z tham gia để tiến hành bắt giữ tiêu diệt các đối tượng khủng bố này, đồng thời đảm bảo tính mạng cho các con tin đang bị bọn chúng bắt giữ. Chúng tôi là đội chơi đến từ lớp C9K47 đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, tự tin và chiến thắng.